Nam Trọng và xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cùng mấy giáo sư song sheet thì anh em đang thiết kế đang thi công của chung cư Linh Đàm, ba lắp điều hòa, ba phòng ngủ. Hôm nay là chỉ có đục chôn ống, đợi cho bên này trần làm xong bắt đầu anh em mới lắp thiết bị. Công việc của mình ăn hết hai cuộn ống này, dây điện. Báo ôn, thích mua ôn chưa? Báo ôn, băng quấn đi. À đây, trong này đúng không? Đấy, mạng đây nè, ra ngoài này làm. Mỗi tháng một việc, chân một tay. Rồi, xong, điện, quấn băng quấn. Đây, giáo sư song sheet này đang đục quan cắt khung tường này. Mỗi tháng một việc. Vâng, bảo ôn và dây điện. Còn sau đó là dây chôn ống tơ bản. Thỉnh thoảng đi em có chiếc video này, sau này nó làm kỷ niệm. Sống thọ lắm, 50 năm nữa. Con cháu nhìn thấy mình cũng nể. Sau một hồi một quấn bảo ôn và dây điện xong hơn 20 đồng giờ vào trong ông đục với ông làm đâu rồi 20 đồng đang chờ để lên giàn này và ông thợ đục đây thợ đục từ sáng giờ mới được chỗ này lanh quanh được 3 mét đang hỏng súng. Trong này được 3 mét nữa. Đoạn thôi. Sáng giờ hai anh em làm ống xong và bây giờ đến công đoạn là chôn ống nước. Đã chôn xong ống nước, bây giờ là chít bữa. Bố mẹ sinh ra có ai dạy cái nghề đâu. Ba đâu làm ở đấy hết các bạn ạ. Có thầy Lộc phụ hồ nhưng đây có thầy Nam, không phải là phụ hồ mà thầy Nam cả là điều hòa chặt chít các kiểu được hết. Đấy, thợ nè thì chỉ biết mỗi nè mới xây được. Đây thợ điều hòa này cũng đi lắp điều hòa này rồi mẹ cả sơn chít chát các kiểu là nó tất. Ai có nhu cầu điều hòa hay là sửa nhà sửa bếp thì cứ liên hệ thông tin trên kênh có anh em đáp ứng tất công tác ống nước rồi bẻ phốt các kiểu nhá. Mời mọi người ăn cơm nhá. Đấy, cơm công trình có thế này rồi. Bạn có 30 năm nữa thì các bạn già đấy không? Cơm có thịt có... Vợ con ở nhà đâu biết đi làm ăn cơm nó vạ vật này. Đang ngồi công trình. Mọi người ăn cơm. Anh em giờ 12 rưỡi giờ bắt đầu nghỉ. Chú đẻ đói cho ăn trước. Lúc đấy là chôn ống nước xong, chít ống nước, bây giờ là chôn ống đồng xong là quá chít ống đồng đấy. Thợ điều hòa kiêm cả thợ xây luôn. Anh em cày từ sáng giờ biết tưởng là nhàn không nhàn tí nào, sự không tưởng nhưng mà đơn giản là đục cái dòng 30 xuyên sầu 30-40 phân hoài vãi trưởng. Công đoạn là chôn ống và đi đường ống, chít ống xong. Hôm nay là sư sương làm ba con, cả ống đồng, cả thoát nước. Đây là con thứ ba.
âm trần trên thạch cao hết. Chung là chắc là tiền ống loanh quanh khoảng là độ thấy xong trên dưới 5 triệu đứng chuẩn bị thanh toán tiền công. Một cái tất cả là chờ từ ngoài này hết, tập ngoài ban công. Anh em làm từ 8 giờ sáng và bây giờ đang là 4 rưỡi chiều, gọi là tạm hoàn thành giai đoạn 1 là chôn ống và phi đường nước. Giai đoạn 2 là chờ gia chủ là sơn sửa hoàn thiện xong thì bắt đầu mới lắp máy chạy.